I'm calling.
Ở trong trận thi đấu lần này thì các đội đại diện nhất giải họ ra quân với trang phục áo đỏ truyền thống các đội và trên sân này gồm có thủ môn Duy Hoàng, các cầu thủ mang áo số 1 Công Chiến, Hoàng Sơn áo 25 Đức Trọng áo số 10 Lê Quyết và áo số 19 và sau đó là có Mạnh Hùng cũng như là Duy Công. Ở trong trận thi đấu của trận thế bài này thì các đội đại diện nhất giải có vẻ như đang không có được ra quân đông đủ như là trận đấu gần đây nhất mà đội bóng FC nhất giải đã tiếp đón Bảo Giang ở trên sân Anh Khoa. Trên đất Bình thì các cầu thủ FC Nhất Thành đã thắng vui dân các cầu thủ FC Bảo Giang với khoảng cách rất lớn. Với phong độ của FC Nhất Thành ở trận đại là rất mạnh. Có lẽ nếu như một trong những đội bóng mạnh như Bảo Giang là một trong những đội bóng có số má đất yên chúng ta còn đang để thua trong vánh ở trận ra đây. Trong trận đấu này thì đội bóng đỏ Nhất Thành được đánh giá là mạnh hơn so với các cầu thủ FC. Quay lại cánh nhá. Các cầu thủ FC trên sân lúc này thì có lẽ đây là những gương mặt quen thuộc của sân Lao Xuyên. Và người nổi bật nhất vẫn là anh Tâm. Vâng, và trong trận thi đấu lần này thì đây là trận thi đấu thứ ba mà các cầu thủ FC có sự phục vụ của anh Tâm. Cầu thủ khoác áo số 22 ở trên khu vực giữa sân. Vậy ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ của FC Cát Thành ở bên phần tay trái là các bạn, còn các cầu thủ FC Cát Thành trong trang phục áo trắng họ bên tay phải. Những thủ đã tính ở trong trận thi đấu ngày hôm nay và quá kết thúc của chúng tôi đang thi đấu trên hàng công là Mã Lòng và cùng đó là Quốc Thành đội trưởng của FC Bạc, bên dưới Quốc Thành là anh Tâm và hai bên cánh là Phúc Thấn và Dương không vào. Và bóng quyền đầu tiên thuộc về các thủ FC Nhất Thành vừa rồi là số 78-79 Lê Quyết và một cự ly rất gần nhưng Lê Quyết đã không thể thắng được thủ môn Dương Công. Mã Lòng câu trả lời của các đội FC Oa vừa rồi là cú đi bóng dứt điểm sở trường ở bên phía lăng cánh phải của Mã Lòng, nhưng có vẻ như những cú dứt điểm thì rất khó, có vẻ gây khó khăn đối với một trong những thủ thành xuất sắc của FC Nhất Thành. 3 năm liên tiếp thì thủ môn Duy Hoàng đều đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc của giải bóng đá ở khu vực tỉnh Ninh Bình trên sân 70. Một trong những thủ môn mà chúng tôi đã từng chứng kiến gần như chưa có một thủ môn nào trên sân vận động 7 người có thể qua được tài năng của anh, mặc dù lúc này môn của đội bóng Nhất Thành đang là người anh cả và lớn tuổi nhất ở trên sân. Thủ môn của FC Nhất Thành năm nay đã bước sang tuổi 35. Đức Trọng và Mạnh Hùng cũng là những gương mặt đã hết sức quen thuộc đối với chúng tôi và hầu như ở trong trận thi đấu nào của Nhất Thành thì cả hai cầu thủ này đều xuất hiện ở trên sân. Trong hai trận thi đấu gần đây chạm trán với Bảo Giang, một trận trên sân Đồng Tâm thì các thủ Nhất Thành đã thua xích sao với tỷ số 7-6. Thế nhưng trận lượt về thì họ đã thắng rất đậm với tỷ số 9-1. Và ngoài các thủ Bảo Giang thì Nhất Thành cũng đã hai lần đối đầu với đội bóng Đồng Tâm. Và như vậy Đồng Tâm thì có Dương, và Dương chắc chắn sẽ là cầu thủ quen thuộc với Nhất Thành. Dương cũng có Quốc Tuấn và Mã Lòng là những thủ đã thi đấu cho cả Bảo Giang cũng như là cả câu lạc bộ Đồng Tâm. Anh Tâm trong hai trận đấu mà số 2 anh Tâm thi đấu cho FC Ba cũng là hai trận đấu với đội bóng đến từ Hải Hậu. FC MU Hải Hậu là đội bóng rất mạnh ở khu vực Hải Hậu. Trong trận thi đấu trên sân Đồng Tâm thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3-3. Thế nhưng ở trong trận thi đấu lượt đỏ với sự góp mặt của Duy Hưng
Trong đó là sự xuất sắc của anh Tâm cũng như dàn cầu thủ thi đấu rất phong độ. Thì trên đất Hải Hậu, các cầu thủ F03 đã thắng rất đậm của bóng FC Hải Hậu. Một trong những trận đấu mà gọi là đi vào lịch sử bóng đá trong nhiều năm cầm đích, cũng như chứng kiến hàng nghìn trận đấu rồi, chưa trận đấu nào chúng tôi chứng kiến một sự hoành tráng đến từ sự tiếp đón của các cầu thủ FC Hải Hậu. Trong trận thi đấu đó, thậm chí có hai máy flycam bay ở trên bầu trời ghi hình. Trên sân thì luôn có một máy phát trực tiếp và tới 4 nhiếp ảnh gia trên sân để ước tính cho trận giao lưu đó thì ước giá không đúng gì rồi. Còn cả trong và ngoài trận đấu đó như là khai mạc. Còn trong trận thi đấu đó thì chúng tôi cũng được chứng kiến một trận đấu nào cũng hoành tráng như vậy. Trận thi đấu đó F3 đã thi đấu rất hay, anh Tâm. Đi lên. Phút 3, đội tuyển Bình Dương vẫn đang có được sự vui chưa hòa và ngay sau đó Mã Long với một tình huống đa bội. Rõ ràng là trong pha bóng rồi Mã Long đã ăn lấy một thứ chuẩn xác của mình. Và mình cứ đi thế luôn là sở trường của tiền đạo nhỏ quan bên phía F3. Một trong những tiền đạo không thể thay thế được trong hàng công F3 ngày thi đấu này thì các cầu thủ F3 cũng đã vừa mới có một sự phản ứng rồi. Như vậy Bảo Thành đã vừa rời sân và nhường lại vị trí cho tiền đạo Peter. Của bàn tấn công của FOA trên sân bóng này có lẽ ở trên cảm bản chất ý của chúng ta cũng khó có thể có một bàn nào khủng khiếp hơn trong trận đấu anh Tâm và Mã Long cũng như Duy Sơn là những cầu thủ thay nhau như vậy với đội bóng bầu ấy không? Rất hay, rất chuyện không vào một pha phối hợp tương thấy ở các cầu thủ FC Nhân Thành vừa rồi người tung gặp lưới điểm ở bên ngoài vòng cấm địa là số 10 Đức Trọng. Quyết tấn Duy Hưng Quyết tấn và một đội bóng ngắn ở khu vực sân nhà của Nhất Thành các đội đỏ này bắt bóng chưa không? Lên tiếp anh Tâm đã lùi về phía sau có được cắt bóng của hậu vệ Văn Quyết ở sau tình huống rồi anh Tâm Mã Long và chuyền bóng bằng má ngoài trên phải rất thuộc của anh Tâm. Vâng, như vậy trong khoảng một tháng ở đây thì anh Tâm cũng đã có hai trận thi đấu ở trên mặt con đồng Tâm. Thế nhưng hai trận đấu đó không phải là hai trận đấu duy nhất mà anh Tâm thi đấu trên mặt con đồng Tâm. Nếu như những khán giả của chúng ta còn nhớ cách đây khoảng 4 năm trong cúp tứ hùng của giải bóng đá sân vận động đồng Tâm có đội bóng của FC Nhân Thành. Ở đó có những cầu thủ như Bình Ngọ, Hương Thuận thì anh Tâm đã thi đấu trong đây của các bạn thắng lợi. Vậy anh Tâm cũng đã có rất khoảng từ 4-5 trận đấu ở trên mặt sân của cái đạo đồng Tâm. Và chắc chắn là mỗi trận một tình huống như bóng rất dẻo và dị của anh Tâm ở bên phía là cánh trái là một hướng cánh ngang thì không có ông đội nào có thể vào đón bóng. Và với những cầu thủ còn lại thì trận thứ hai vẫn có một tố chất kỹ thuật cá nhân trên là một bậc so với những cầu thủ còn lại. Nhưng mà trong trận đấu với Bầu Hậu thì Duy Hưng cùng với anh Tâm mặc dù lần đầu tiên thi đấu với nhau nhưng đã thi đấu rất hay, rất nguy hiểm trên trong pha mà ra vào rồi có lẽ như trận bóng quyết định thứ 79 lần trước muốn phạm lỗi với Xuân Hồng Văn Quyết. Long ơi, đợi bóng quá em ơi. Hoàng Sơn. Mã Long. Duy Hưng. Có thể nói mặc dù trên mặt sân nhà của đội bóng Bình Định rất mạnh nhưng thiếu trên đồng Tâm vẫn có được chiến thắng. Đội bóng đồng Tâm hay là các thủ FC Bảo Giang đã hết sức khó khăn, thậm chí cho chúng tôi biết thì hai trận thi đấu giao hữu đó thì các thủ Nhân Thành đều có một trận hòa. Đội này rất khỏe
Lại là Lê Quyết quay về tấm hình. Một tay người rất đẹp, rất tuyệt vời, chồng vào bóng vừa rồi của số 79 Lê Quyết đã mang về bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu FC Nhân Trạch. Mặc dù Trung Môn Sơn Công cũng đã tay người hết cỡ nhưng ở trong vào bóng vừa rồi rõ ràng giải tay là một điểm yếu đối với Trung Môn chỉ cao một mét. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu FC Nhân Trạch. Anh Tâm Duy Hưng, anh Tâm một cú sút thẳng và như vậy sẽ có một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ đang chơi ở Hoa. Rất đẹp không được. Anh Tâm lấy quyết và phạt góc nhanh của các huấn luyện viên Hoàng Sơn. Và đi bóng rất sở trường và đúng bài bản của các huấn luyện viên này. Vâng, cầu thủ vừa đi bóng vừa rồi mang áo số 25 nhưng mà có vẻ như không phải Hoàng Sơn. Đây nó mạnh không? Đường mặt đã quá gần gần với rồi và như vậy thì Mạnh Hùng cũng là cầu thủ đã từng thi đấu cho mình FC Vim Online. Là cầu thủ đã từng có. Cầu thủ lúc này chính thức. Cầu bỏ với Mạnh Hội để chơi trận đấu quay trở lại với Mạnh Hùng Pháp. Nhìn rất đáng tiếc cú dứt điểm của Vim Sơn, bóng đã đi vượt qua xa ngang. Bóng. Đã gặp vài trận cũng như là trong trận đấu này, trọng tài Trần Công Tâm cũng chính là người cũng đã điều hành giải bóng đá Đồng Tâm năm đó. Cho đến thời điểm này trên sân Đồng Tâm thì chưa có một trận đấu nào hấp dẫn bằng trận chung kết giải Trung Lùng, đó là trận đấu giữa Tập đoàn Thắng Lợi và các đội bóng dân. Một trận đấu với lượng khán giả khủng khiếp và chất lượng trận đấu cũng quá hay. Mặc dù các đội FC dần trong trận đấu đó bị thi đấu với 6 người nhưng cũng đã vẫn xuất sắc vượt qua được đội bóng Tập đoàn Thắng Lợi. Thời điểm này mặc dù không còn quay lại sân Đồng Tâm nhưng tình hình là thương tròn là những tên rất đáng quý của thế hệ bóng đá. Hai cầu thủ đều thi đấu cho FC Q9. Đồng bóng này thì cầu thành của đội bóng FC FO3 đã ra sân. Cầu thành cầu thủ mang áo số đặc. Mặc dù là một cầu nhưng có vẻ như trong bất cứ trận đấu nào anh đều thi đấu ít nhất là một hiệp và thậm chí là hơn. Người chồng chắc keo bóng đá mà chúng ta có được ở những ông bầu đều là việc các ông bầu của chúng ta đều tin dùng. Và những chiếc điện thoại của doanh nghiệp Nhất Thạch, một trong những công việc điện thoại rất có tiếng trong các bình bình trên cung góc các mặt hàng iPhone hay đặc biệt là những loại phải trang trọng như tam gia không đơn hay là vô tù Bầu Giang, Bầu Hà còn hai đội bóng FC Bảo Giang cũng như là các thủ Đồng Tâm đã đều có kèm bóng đá nhưng mà bên trong giao lưu rất cần thiết với đội tuyển và số năm rất mạnh đã có lại chiến thuật này là một trong những doanh nghiệp điện thoại có tiếng rất Định Bình thì Bảo Thành cũng là một trong những cầu thủ rất đam mê bóng đá. Quốc Tấn một tình huống sau khe đã chạy ta bóng một tình huống mà người đã đẹp của FC Nhất Thạch không rơi được vào khung thành thì Mã Lòng lại không thể đưa bóng vào trong khung thành. Tình huống chuyền bóng khó khiến cho số 25 không thể khống chế bóng và đây sẽ là một pha đá biên dành cho các cầu thủ FC FO3. Anh Tâm cú sút thả không được, có thể đánh bại được một môn Duy Hoan là điều hết sức khó khăn. Ngon rồi. Đến đất Ninh Bình thì chắc chắn không ai không biết đến thủ môn xuất sắc trong giải đấu bóng đá là Duy Hoan. Mặc dù năm nay là rất cao tuổi nhưng tốc độ của anh ngay cả những thế hệ cầu thủ trẻ và cầu thủ trẻ cũng không thể chống chịu. Khi sân anh Tâm những cái bóng của anh Tâm cho nên rất đáng tiếc nhưng đã không thể khống chế bóng ở trong tình huống rất nguy hiểm. Quốc Tuấn không phải Khi Sơn rất bình tĩnh đá hết Khi Sơn rồi đến Mã Lòng. Trận đấu này của ba tấn công của FO3 đang đều không được có gì bàn
nếu như trong qua các thủ này đều huấn luyện viên bàn thì ít nhất cũng phải có từ 2 đến 3 bàn thắng dành cho các thủ EO3 rồi. Dương, anh Tâm vẫn là thua anh Tâm. Trong khi uống thì lấy bóng rất dễ của anh Tâm. Dương bắt toàn Kim Sơn, cú đánh lại mà lao lại là người đánh lại của Kim Sơn. Mặc dù các hiệu em trên sân cảnh đang dẫn trước với tỷ số 1-0 với tình thế trận ở trên sân đang gần như thuộc về các hiệu em CEO à. Ít nhất là 5 gôi đáng chú ý kèm cho bàn thắng của Lê Quốc và lưới của 1-0. Bắt đi! Anh Trâm anh Trâm đánh luôn này biết rồi. Thì bóng ở trong chân của đội hai chúng ta luôn luôn sự yên tâm sự bình tĩnh mà gần như khó có cầu thủ nào đỡ được anh Trâm. Rất hay. Dương, có phải đó Thi Sơn, đây là Dương, ngoài đây, của cao thủ là gì nhất này? Sự tấn công của Apple là đang rất rõ rệt trong những phút vừa qua. Cao thủ sáng đang từ có lửa trên sân. Mã Long, anh Tâm. Thi Sơn anh Sơn bóng EO3 vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn và đang kiểm soát thế trận ở khu vực sân nhà của đối phương. Có khá nhiều những tình huống bóng của mình bất cẩn và bị thân nhà của MC Nhất Thành. Thế nhưng các thủ MC Apple Bar trong một ngày thi đấu đang chưa có sự may mắn thì họ vẫn chưa thể có bàn thắng nào. Anh Tâm vẫn có bàn thắng đầu tiên, một pha xử lý ở đẳng cấp cao của số 2 anh Tâm. Rất nhiều những chân sút bên phía bà đã không thể thắng được từ lên kia ở mọi chữ lì. Rõ ràng là một trong những sự đẳng cấp rõ ràng sự chênh lệch là đáng thấy, đặc biệt là trong hòa bóng bây giờ. Một pha xử lý đầy bất ngờ. Và chính chúng tôi cũng không tin tin được trước một dừng của đội áo đỏ anh Tâm là có một pha xử lý rất gọn và rất là rút ra một pha dứt điểm rất nhanh để đánh bại thủ môn Duy Hòa mang về bàn thắng, cân bằng cái việc cho các thủ hẹp bồ bàn. Trương Tuấn cứng chân lên, Thi Sơn, Di Hưng, rất mạo hiểm, cuối cùng, Di Hưng, Thi Sơn, Văn Tuấn, Trương Tuấn, Anh Tâm, Hoàng Nam ơi, bóng thì thực hiện những đường truyền thì độ chính xác luôn là 100% bao lâu. Cú sút của một cú sút rất cao đến từ cầu thủ EO3 ở trên mặt sân nhà của đối phương. Và anh Tâm còn lại với 4 cầu thủ ở trên sân thì chúng tôi cũng đang giới thiệu thi đấu trong đội của Bảo Giang cũng như là Đồng Tâm đã từ có những cơ hội và trận cũng đã có hai đội nhất thành. Và đây là anh Tâm và là rồi đối phương có thể tung ra những đường truyền đánh lạc hướng đối phương là điều mà chúng ta đã được chứng kiến ở trên sân. Anh Tâm chúng ta sẽ đánh bóng ra đi ra Nhất Thành, Duy Hưng, Quốc Tuấn, Hưng này
Nếu như trong những trận thi đấu của Bảo Giang ngày đầu tập, chúng ta thường thấy cầu thủ di chuyển nhiều như là Quốc Vân. Những ngày thi đấu hôm nay, anh Tâm Vô Lai đang là cầu thủ di chuyển nhiều nhất ở trên sân. Mặc dù có vẻ như thế lực không phải là một điều lợi thế của anh Tâm, nhưng cầu thủ này chắc chắn sẽ biết phân phối sức khỏe vì trận đấu diễn ra của hai đội bóng sẽ được kéo dài hơn so với thường lệ. Còn trong những trận giao hữu, những trận đấu anh có một pha đá bóng rất lên được, rất đáng tiếc, rất đẹp vì Nhật Thành, Thứ Hòa, không bí đấy, cắt luôn, Văn Quyết, Đi Hưng, Anh Tâm, vẫn là Tô Ai. Và một phong độ rất tốt của cả đội bóng FCO3 trong trận thi đấu ngày này. Họ vẫn đang là đội bóng chơi nhỉnh hơn trước đối thủ FC Nhất Thành. Một trong những đội bóng có số má ở đất cố đô Ninh Bình, và trong trận thi đấu gần đây nhất là Hòa Thắng Bảo Giang rất đậm. Thế nhưng mà trên sân vận động Đồng Tâm, sân nhà của FCO3. Một cú đá phạt về đây là anh Tâm, Duy Hưng, anh Tâm dứt điểm không vào. Ngày thi đấu này thì trận chú ý lắm đây ạ. Trong trận đấu trên đất của Hải Âu thì Duy Hưng là cầu thủ đã có tới 2 siêu phẩm và lưới của bóng hiệu trên đó là một cú dứt điểm ở khu vực giữa sân. Trong trận thi đấu ngày hôm đó thì rất nhiều các cầu thủ của Hải Âu nhận được Giang Dương là một cầu thủ đá cử của tất cả bóng đá của Hà Nội thi đấu, không phải là cầu thủ thi đấu quá hay, đã để lại ấn tượng rất nhiều. Thế nhưng vừa qua thì Nhất Thành không có nhiều những pha phản công nguy hiểm, thế nhưng ở trong một tình huống đối mặt với Nhân Dân thì lần này số 79 Lê Quyết đã không thể thắng được Sơn Tùng. Kiểm soát bóng là trong tay. Trận đấu trên đất Hải Âu thì rất nhiều những cầu thủ đã để lại ấn tượng đẹp trên những tay đó. Sơn Tùng cũng được đánh giá hay trong trận đấu đó. Quốc Tuấn và ngay tại những cầu thủ rất ý chí có thể lập tiêu phẩm với đường trên đất Hải Âu. Anh cũng đã có một pha sút tin và có một pha bóng ghi bàn thắng đầu tiên. Anh Tâm thì bóng cho Mã Long. Mình đã có tác động từ phía sau anh Tâm nhưng đội bài này đã không có cú đá phạt. Còn nếu như đá phạt ở trận này thì chắc chắn hai cánh kia. Rồi rồi rồi, ngoan rồi, ngoan rồi. Duy Công. Vào đây Long. Vào đi. Trong này đó là Lê Quyết. Mạnh Hùng. Hoàng Trần. Em luôn em luôn em. Anh Tâm. Rất dẻo và anh Tâm có bóng anh Tâm. Và bóng cho anh Tâm. Một đường diễn tạo thì rất tiếc bóng đã không thể đến được vị trí của đối phương. Mặc dù mỗi lần về Mã Long, anh Tâm rất dễ, vẫn là số 2 anh Tâm, vẫn là một pha đi bóng và đi anh Tâm một pha dòng bóng mà chúng ta thì thường thấy ở Ronaldo Messi qua tới bốn người một kỳ lì rất gần rất gần một pha phát bóng bóng dài và cắt bóng rất gọn gàng của đất Hải Âu. Và trong trận thi đấu ngày hôm nay có vẻ cũng rất nhiều người cũng mới chỉ trực diện coi ai thi đấu, nhưng có vẻ như anh đang có sự thể hiện khá tuyệt vời trên sân lúc này. Đá phạt dành cho các cầu thủ đội bạn anh Tâm, và Bảo Giang đã tổ chức đá phạt nhanh. Duy Hưng, anh Tâm, Duy Hưng,
Rất tay, anh Tâm, một đường chuyền bóng rất tỉnh táo, anh Tâm. Trong vòng bóng rồi, không có lỗi. Trong vòng bóng mà có vẻ như anh Tâm đã bị tác động. Chuyền bóng không thể tự vào vị trí của anh Tâm. Anh Tâm, anh Tâm, không được. Đó là một chuyền bóng được. Bỏ ràng các thủ nhân thành là từ đã tổng lực tấn công. Dân dã chúng ta nói là cho anh Khanh trong trận đấu này thì các thủ Âu Ba là đội bóng đang chơi có phần người trên cơ đối với đoàn cầu đó. Thi hơn những thế trận là vậy thì những tỷ số ở trên trận đấu này vẫn đang dừng lại ở con số 1. Mỗi cầu thủ mỗi đội bóng đang sở hữu một bàn thắng. Hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua đứng khá dài. Anh Tâm hơn 30 phút của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua và tỷ số trên sân lúc này đang là 1-1. Một bàn thắng của Lê Quyết áo 79 bên phía FC Nhất Thành và một pha xử lý ở đẳng cấp cao của anh Tâm. Cú dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm địa, kèm theo đó là rất nhiều những người đáng chú ý được cả hai đội bóng có đặt. Mạnh Hùng Mạnh Hùng Đức Trọng Kiếm người đấy, anh ơi, sao nản vậy? Bạn anh em ơi Duy Hưng Quốc Tuấn Anh Trần Duy Hưng phản công của các đội FC Cát Thành bên phía cánh trái. Và như vậy khi mà tình huống phản công nhanh thì anh Tâm vẫn có mặt ở khu thế này. Một mẫu tiền vệ không ngừng phản công hiếm có ở trên sân vận động Đồng Tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vị trí sở trường của anh Tâm là tiền vệ tấn công trong những tiền vệ vẫn hay gọi những tiền vệ tâm xa cản. Thứ hai ai cũng là thứ áo của cầu thủ huyền thoại đến từ đội bóng Brazil đó là Kaká. Cho đầu tư cho tâm hàng 2 đang nằm trong trận giống như đoạn chính xác. Các cầu thủ có đẹp đâu. Quốc Tuấn, ngoài sân, Quốc Tuấn. Quốc Tuấn không được. Các thẻ bà vẫn phải bị đứt đoạn ở khu vực trung lộ. Thi Hưng. Quốc Tuấn. Anh Tâm. Quốc Tuấn Duy Hưng đúng không? Một quyết định chút sai. Thậm chí các người nhân thành sẽ được hưởng một thậm chí chưa được một cú phản công nào trong trận đấu ngày nay. Mạnh Hùng Đức Trọng Anh Tâm F2 cắt đi ơi. Vân cả của chúng Đức Trọng. Đức Trọng không được. Văn Quyết không thấy vào. Tiếp vào. Tiếp vào. Khoảng trống là rất thoáng. Anh chạy lên luôn thôi. Bỏ con ngã tôi từ nhau ở một sân nhà của một hiệp thi đấu sẽ kéo dài hơn so với bình thường. Mã Lao kìa, Tâm ơi. Anh Tâm đường lên bóng 3-3 Mã Lao không được. Mã Lao là người đang không có mức độ tốt ở trong trận đấu ngày nay. Mọi người đang có rất nhiều cơ hội được tạo ra dành cho Mã Lao. Rất thoáng và rất đầy. Rất cao thì không qua vô dung mặt ra.
và phản công thoáng và hay hiếm hoi của các người đá phải cầm trận đấu ngày mai. Văn Quyết Vì Sơn tăng lên Tùng. Đức Trọng Lê Quyết. Lê Quyết và Văn Quyết tình huống cho kèm rất sát và chính xác. Duy Hưng có thể chấp bóng rất khỏe của Duy Hưng. Văn Quyết Duy Hưng. Duy Hưng Bá Long không thể qua người. Ừ chạy đi. Thêm một tình huống lăn xả của Đỗ Anh Tâm. Mặc dù không phải là một cầu thủ đá phòng ngự, thế nhưng anh Tâm lại đang khá vất vả trong những tình huống lui về cất bóng của đối phương. Nghe chính của thứ hai anh Tâm lúc này không phải là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp. Còn cầu thủ đang thứ hai anh Tâm là một cầu thủ làm việc ngân hàng, khá bất ngờ đối với những khán giả. Rất nhiều các cầu thủ đã được anh nghĩ rằng anh Tâm sẽ là một trong những cầu thủ đá bóng hồi hộp chuyên nghiệp. Đây là một cầu thủ rất đam mê bóng đá. Mỗi lần các cầu thủ bộ ba thi đấu, anh ta rất toàn về là bị lơ. Và đang tiến ở trong và bóng như vậy. Một số cự ly dành cho F3 là rất lớn. Trận đấu mà có quá nhiều những gối đáng tiếc vừa qua. Nó rất có vẻ hiệp thi đấu đầu tiên sẽ khép lại với tỷ số 1-1. Không còn nhiều thời gian thi đấu trong hiệp hai. Duy Hưng. Vâng, và đúng như chúng tôi dự định. 5 giờ 6 phút mấy bảo tàng đá rồi. Bảo tàng đá còn quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi lại được gặp lại quý vị và các bạn trong video 2 trận thi đấu giao lưu giữa các đội FC Nhất Thành đến từ Cô Đô Lê Bình và các đội FC Âu Ba đội bóng Buôn Đa Xuyên. Chỉ để trông một là những pha bóng cao ở trên sân và đặc biệt các đội FC Nhất Thành bàn thắng đưa trận đấu trở lại với vai xuất phát. Các đội Nhất Thành và đội bóng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm do công của cầu thủ mang áo 79 để bước sang hiệp hai. Thì bên phía các cầu như vậy vào lúc này thì Mã Long đã không còn tiền sân quan trọng. Cầu thủ có phong độ không khá xuất sắc đến cho số bàn thắng được ghi. Anh Tâm Cú làm cường rất dài của Mạnh Cương không có bàn thắng đến với Mạnh Cương. Một cái bóng lộn xộn và lấy được có rất nhiều những cầu thủ đang đem đá ở với địa hình cách xa sân bóng từ 10 cây, ví dụ như bầu như Nguyễn Thành thì Đồng là cầu thủ tập trung một chân vào trong hiệp hai, cùng với đó là cầu thủ mang áo 23 mà chúng tôi chưa có thông tin. Thứ 18 cũng là người đã vào sân vào trong hiệp hai, 18 thứ 7 và cũng như là thứ 23 là ba cầu thủ đã được thay thế ở trong hiệp hai. Các cầu thủ FC Nhất Thành đã thay một nửa số cầu thủ tấn công ở trên sân. Tung luôn đấy, tung luôn đấy. Cầu ba thì thay có duy nhất Mạnh Cường và Mã Long rồi. Anh Tâm. Sang sân. Mạnh Hùng.
Mạnh Cường, Duy Hưng, Quốc Tuấn. Nhưng tác động và bắt bóng rất chính xác của anh. Đấy là bóng có dàn lùi rất đồng đều. So với các người F3 thì có vẻ như F3 mặc dù đội hình chính cũng là tương đối mạnh, nhưng những cầu thủ cứ bị ở ngoài sân. Việc thích hợp vào trong những trận thi đấu này thì rất khó, như là tên chắc chắn sẽ có thể chào được các người ra sân nhất thành. Và chính vì thế bên phía các người F3 tới thời điểm này họ mới chỉ có tay một người duy nhất ở trong hợp tình đấu đầu tiên. Và những đội hình sẽ mạnh vượt rất đẹp, không đẹp. Nhiều tiền bóng cũng đã bị bắt tay. Thí sinh, thí sinh, Quốc Tuấn. Ít chân, dứt điểm cao, cả xả rất tay, cú phát bóng rất đúng của thủ môn bên phía. Trong tôi, trong tôi, trong tôi. Cũng là một đội nguy hiểm thứ tư ở trong địa bài dành cho các cầu thủ FC Sơn Tây. Sớm đi, sớm đi. Sớm, ơi. Ngoài ra thì các thủ FC Sơn Tây cũng đã cầm bóng chắc chắn và có vẻ như bay loạn hơn hẳn không với trong một nhưng sức tấn công của họ trong hiệp thứ hai lúc này cũng đang chưa có một pha bóng nào thực sự đáng chú ý được tạo ra một cái khung thành của thủ môn Sơn Tùng. Duy Hưng, Mạnh Hùng, Tinh Thần, đúng rồi. Đúng rồi. Mất thua nhá. Đi ơi. Vâng. Ngay lập tức cái đến chân của cô giáo này quyết định tung ra một cú sút phạt rất chuẩn xác. Lần vừa rồi đây sẽ là một cú đá phạt nguy hiểm dành cho các cầu thủ áo vàng của đội bóng đang là số 22 anh Tâm. Xin tập trung sự quan sát. Có mùi vèo vèo về. Trận đấu đang diễn ra với một trận hết sức sôi động trong trận đấu này. Bàn thắng đang là con số khiêm tốn mà trong trận đầu thứ hai đội bóng này rất đẹp không được. Mạnh Hùng, Thế Phương, Mạnh Hùng, Hoàng Sơn, Đinh Tân.
Rất nhiều kinh nghiệm. Anh Tân Văn Quyết. Ở giữa đây. Dưới đây. Không đúng đứa đẹp vào đây làm ra bàn công ngược lại đây cho các cô hô ba. Dưới chân. Không đúng đứa đẹp vào đây. Các cầu thủ trên sân thành vẫn đang chỉ có những pha triển khai bóng ngắn vào khu vực sân nhà thì vào giữa sân. Các thủ Apple 3 mặc dù đang có cơ hội thì cũng là rõ rệt hơn mà trong cái bài thì họ vẫn đang chưa thể tìm kiếm được bàn thắng. Thí Sơn. Hoàng Sơn. Thì bóng lên cánh của Đinh Sơn. Anh Tân. Lúc này anh Tân đang đưa bóng như một hậu vệ mà chỉ cần chuyển cho cầu thủ ra. Anh Sơn. Không thể xử lý được trước những đội nhiều rất đằng thẳng và rất nhanh của các đội tuyển nước ta. Đi ra luôn chứ. Con đã rửa đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vẫn là số 79 nhưng ở trong trận đấu ngày mai thì Lê Quyết nếu như ở trong Là chắc nha, 1-1 nào. Quốc Tuấn. Các đồng đội đã bóng rất chính xác.
mạnh thôi. Thì mã nào về chân chắc chắn các đồ đen về cái bộ ba đã bị một đến hai vị trí rồi. Dương Chí Sơn anh bắt lùi 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 anh anh Tâm. Đúng rồi. Đây là một trong những trận đấu rất là đặc cả trong những trận đấu đồng bó ghép bộ ba ngoài trận. Những việc nhất thành trong trận đấu này mạnh hơn rất nhiều so với đội bóng màu hẹo. Bóng nhất thành là một trong những đội bóng có lịch sử rất lâu đời và các cầu thủ trong đội bóng đều sinh hoạt và ăn tập thi đấu giải với nhau rất nhiều những năm tháng. Chuyên môn cũng là bóng chất đến từ các cầu đỏ là điều chúng ta đã thấy trong trận đấu ngày nay và đặt chân là trong hiệp ba. Giống như mà các thủ nhất thành đã làm với đầu ra. Hiệp thi đấu đầu tiên thì là một chính vì thế vượt các đội hạt thì cầu bản cũng có được những cầu thủ thay thế có được nhiều tốt chúng cho rằng ngày mai họ đã thi đấu cùng hiện trường anh Tâm đi lên đây rồi sao không cố lên và vị trí dành cho thứ một tuyên chiến quân không được. Cảm ơn người học của bộ khiến cho các thủ nhất thành luôn rất yên tâm vào trong phòng khách. Những cú dứt điểm rút ra của mình cũng là rất đáng sợ đối với thủ môn. Đối với thủ môn của FC Nhất Thành, Duy Hoàng không hẳn làm bất cứ những chân rút nào trên sân của mọi cú lên. Quá rồi. Rất tốt luôn. Mọi người trong một tình huống tranh chấp tay đôi rất khỏe. Những người cũng đánh đầy trước sau anh. Cái việc bàn thắng cũng đã nhiều gấp đôi so với một. Minh Chiến, Thế Thương. Các cổ đeo bà. Anh Tâm đẩy Sơn. Quý Sơn. Tiếp Bắn chết. Duy Hưng. Anh Tâm. Lúc này Quý Sơn Kim. Không được. Nếu nói về đối đá tấn công và đối đá nhanh thì cả gì Mã Long là cầu thủ để nói hợp với dáng vẻ của anh Tâm nhất.
nếu như vẫn giữ đội hình chính ở trên phần thì các cầu thủ U23 vẫn sẽ có một trận đấu ngang bằng và thậm chí là hơn so với Nhất Thành như ở trong mùa một chúng ta đã chứng kiến. Quý Sơn, anh Sơn không được. Đi qua. Rất nguy hiểm, đối mặt. Đi lên. Phản công dành cho các cầu thủ U23. Anh Tâm. Và trận công tâm đang cho các cầu thủ FC Nhất Thành tìm cơ hội hàng đầu cũng như đang có dấu hiệu cho qua. Anh Tâm, một cú sút thẳng đây thôi được. Và bóng lên dành cho các người trên Nhất Thành. Quá. Ơi, của bạn một lần thì các cầu thủ Nhất Thành đang là đấu bóng. Nam Bù Bảo thật sự từ hai hơi trong một cũng như là những phút đầu tiên của hiệp 2. Duy Anh một cú sút xa nữa thế nhưng ở trong vòng bóng rồi thì Duy Hoàng vẫn là người đã và là chuẩn xác cơ. Chúng ta phải có những pha dứt điểm với sức mạnh như thế ở khu vực vòng cấm địa thì có thể gây khó khăn vai không. Còn một cự ly như thế thì mình cũng đã rất nhiều lần không thể đánh bại được thủ môn của FC Nhất Thành. Anh Tâm. Vũ Phong. Rất chính xác đi trên. Được một bao chắc mười trò với vẻ đối phương. Anh Tâm. Rất hay vẫn anh Tâm. Nhưng mà trong mình Nhất Thành vẫn luôn là những cầu thủ có sức lượng rất nguy hiểm. Nhưng mà tác động của thủ môn. Vâng, mẹ có lần mình đá, mẹ là bố thôi mà. Thấy bà mình sao. Văn Quyết. Lên. Đi vào đấy. Rất điểm, chúng ta. Bắt được về. Văn Quyết. Chân thì cái bắt chỉ thì ở đây nó sẽ chậm thì ở slow motion thì không còn nhà thì có thể các người mua bạn. Đi ơn. Chị Sơn. Cho các tuổi hợp Nhất Thành. Con đi. Quốc Tuấn. Dương. Hai người các thủ FC Nhất Thành vẫn đang rất khỏe tập trung. Dù là những trận động, anh Tâm cũng chỉ số 4-3 và cú đánh chặt rất tốt của anh Tâm cũng như là pha sút kín của Quốc Tuấn ở cự ly gần đánh bại thủ môn Duy Hòa. Mang vào là vẫn đang có được bàn thắng thứ ba vừa rồi là Phi Sơn, như vậy tỷ số đã được dựng ngắn với con 4-3 và như vậy trong những phút cuối hiệp của thứ hai các người U23 sẽ có được một bàn thắng để có được một trận hòa trên sân nhà trước đối thủ rất mạnh là FC Nhất Thành. Anh Tâm quá nỗ lực, nỗ lực rất tuyệt vời của anh Tâm trận thứ hai. Quốc Tuấn rất tuyệt vời. Rất nhiều người nghĩ rằng bóng sẽ đi đá hết trường mềm nhàng nhưng anh Tâm lại có một pha căng ngang không được. Duy Tùng đứng chậm rất nguy hiểm đối mặt. Vâng, vậy đi như thế thì một cầu thủ có
đá đi, đá đi, đá đi. Mang về để một bàn thắng có tầm điên dành cho Nhất Thành, tạo ra một khoảng cách an toàn. Duy Hưng, anh Tâm, luôn ngay mà luôn, ngay mà luôn, trời ơi em thôi. Thế nhưng với một cú đá phạt dành cho Giang Phủ là Thế Nhất Thành. Một cú rút ra và rất nhiều đá phạt góc dành cho Giang Phủ Nhất Thành. Rất đẹp, đồng thời là một dạng rất đẹp mắt dành cho các cầu thủ là Thế Nhất Thành. Đây là bản thân người cuối cùng của trận ngoại đấu ra những người cách của thì Nhất Thành và các người thì F3 3. Để quyết Văn Quyết Bá Linh anh Trâm không được tìm ra với nhau nhưng đã có biến cho khán giả một trận đấu rất hay với chính bàn thắng được ghi ở trên sân. Câu bao này tôi chỉ biết được